Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, Conan Movie 26 Tàu Ngầm Sắt Màu Đen chính thức được công chiếu tại quê nhà Nhật Bản. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam, fan phải đợi đến tận ngày 21 tháng 7 mới được tận hưởng movie 26 này tại rạp. Dẫu chưa được ra mắt tại Việt Nam, movie mới nhất của thám tử lừng danh Conan đã thực sự bùng nổ trên khắp các mạng xã hội. Đâu đâu cũng thấy các bài post thảo luận về các chi tiết của movie 26 này. Nhưng cái mà mọi người bàn tán xôn xao không phải là nội dung của bộ phim, cũng chẳng phải đồ họa được trau chuốt, không phải các cảnh cháy nổ hồi hộp căng thẳng khi đối đầu với tổ chức áo đen, hay trầm trồ với những màn suy luận nổ lão, lại càng không. Cái khiến mọi người quan tâm chính là... Cảnh báo, video sẽ chứa một số chi tiết spoiler. Trong video hôm nay, hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về drama cuộc chiến dữ dội nhất suốt những ngày qua trong cộng đồng thám tử lừng danh Conan nhé. Only nếu các bạn là fan của loạt phim hay chỉ đơn giản là một người quan tâm đến thám tử lừng danh Conan, chắc hẳn cũng biết cái mà bọn mình muốn nhắc đến là gì rồi nhỉ? Chính xác, chính là phân cảnh môi chạm môi giữa hai Bara Ai và Conan trong movie 26. Chính phân cảnh gây tranh cãi này đã nhanh chóng dậy sóng, khiến tên chính thức của movie 26 là Tàu Ngầm Sắt Màu Đen đổi luôn thành Cuộc Chiến Của Những Chiếc Thuyền. Một cuộc thánh chiến nổ ra giữa những người đu OTP Shinran và những người ship cặp đôi Ko-Ai. Nói sơ về phân cảnh bị rò rỉ này, theo đó trong một cảnh lặn nước, bình dưỡng khí của Conan bị trục trặc, khiến cho cậu không thể thở được. Conan dần mất nhận thức và chìm xuống nước. Ngay lập tức, hai Bara đã bơi tới để cố gắng giải cứu Conan. Cảnh mà mọi người đồn thổi là nụ hôn của hai Bara và Conan thực chất chỉ là hô hấp nhân tạo khi hai Bara cố cứu sống Conan mà thôi. Wow, nếu chỉ có vậy thì có cái quái gì mà phải tranh cãi nhỉ? Nếu chỉ đơn thuần là hô hấp nhân tạo thì cũng rất chi là bình thường. Nhưng không, ngay sau khi được hai Bara hô hấp, Conan đã tỉnh dậy với một ánh mắt trìu mến khó hiểu. Nhiều netizen nhận định ánh mắt này chứa đầy cảm xúc và vượt xa ranh giới bạn bè. Các fan còn nóng mặt hơn khi ngay sau cảnh hôn, Conan đã nắm tay hai Bara bơi lên mặt nước một cách đầy quan tâm. Các bạn nghĩ như vậy là thôi sao? Còn các nhà làm phim thì không nghĩ như vậy đâu. Ngay sau đó là một phân cảnh hai Bara mỉm cười, nhớ đến việc hô hấp nhân tạo cho Conan bằng một dòng suy nghĩ. Kudo-kun, có lẽ cậu không biết, nhưng vừa nãy chúng ta đã hôn nhau mất rồi. Như ngầm xác định đây rõ ràng là một nụ hôn, chứ không phải là hô hấp nhân tạo đơn thuần. Không những vậy, sự việc được đẩy lên cao trào khi cuối phim xuất hiện hình ảnh hai Bara còn trả lại nụ hôn ấy cho Ran. Cũng chính vì phân cảnh hai Bara xả thân cứu Conan, các fan Shinran được dịp đào lại những lần Ran không ngại nguy hiểm cứu Conan thoát khỏi cửa tử. Trong movie 2, ngay lúc Conan bất tỉnh vì thiếu oxy, Ran đã trực tiếp truyền oxy cho cậu nhóc bằng miệng. Thậm chí phân cảnh này được đem so sánh với cảnh hô hấp nhân tạo giữa hai Bara và Conan trong movie mới nhất. Dĩ nhiên, cả hai phân cảnh này đều khá là vô lý. Các nhà sản xuất đưa vào với mục đích duy nhất là fan service mà thôi. Xem thôi cứ thấy điêu điêu kiểu gì rồi. Chả ai cứu người chết đuối bằng cách truyền oxy bằng đường miệng cho nạn nhân cả, mà đằng này lại ngay ở dưới nước nữa. Còn trong movie 11, Ran đưa bình oxy mini cho Conan ngậm sau khi bất tỉnh. Đấy, vậy có phải nhanh gọn lẹ mà còn thực tế hơn không? Chúng ta đều biết, điều tiên quyết trong quy trình cấp cứu người bị đuối nước là luôn đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước sớm nhất có thể để khai thông đường thở. Sau đó, tùy thuộc vào tình trạng của nạn nhân và tình huống cụ thể mà tiến hành các bước sơ cấp cứu tiếp theo. Đằng này lại hô hấp nhân tạo ngay trong nước, rất là ảo ma Lazada thế này. Thôi thì tự nhủ là phim đi. Vốn từ đầu, hai fan của hai OTP đã không ưa gì nhau. Mâu thuẫn cứ thế cháy âm ỉ. Những sự kiện xảy ra trong movie 26 gần như là một phát súng để khơi mào cuộc chiến giữa con thuyền Shinran và con thuyền Ko-Ai. Đây không khác gì sự kiện ám sát thái tử áo hung, từ đó gây ra thế chiến thứ nhất cả. Các fan của bộ truyện bị kéo vào những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội không hồi kết. Đây không phải là lần đầu tiên mà các nhà sản xuất châm ngòi cho hai phe đấu đá như vậy. Lật lại lịch sử, vào năm ngoái khi movie 25 Nàng Dâu Halloween công chiếu, một thương hiệu Thái Lan đã kết hợp với movie 25 để ra mắt sản phẩm kèm với một poster mới. Sẽ không có gì đáng nói nếu các nhà sản xuất không sắp xếp OTP một cách ngang ngược. Trong poster, hai Bara Ai và Edogawa Conan đứng giữa cặp đôi Kudo Shinichi và Mori Ran trong trang phục cô dâu chú rể. Chính cách sắp xếp kỳ lạ này, các thuyền viên của hai cặp đôi Shinichi Ran và Conan hai Bara ra sức sâu xé nhau. Đến cả tôi còn khó hiểu về cách làm poster này, rồi không biết Conan và Kudo là một hay là hai nữa. Nhưng có vẻ nhà sản xuất rất thích ngồi xem chiến tranh và lấy việc sâu xé nhau giữa hai phe làm niềm vui. Khi mà trong năm nay, một poster quảng bá phim hợp tác giữa thương hiệu thám tử lừng danh Conan và Sunshine City tiếp tục gây tranh cãi. Trong poster là hình ảnh hai Bara
cầm một bó hoa đang đứng cạnh Conan chung một khung tranh. Theo văn hóa Nhật Bản, nếu một người tặng 12 bông hoa cho người mình yêu, và nếu người còn lại chọn lấy một bông và cài lên ngực, điều đó mang ý nghĩa là lời cầu hôn đã được chấp nhận. Các bạn chú ý, chứ bó hoa mà Hayabara cầm trên tay chỉ có 11 bông, và bông còn lại nằm trên ngực áo của Conan. Trước khi công chiếu movie 26, tại thị trường Trung Quốc cũng đã xuất hiện một poster gây tranh cãi không kém. Conan và Hayabara tiếp tục là nhân vật chính trong poster lần này. Conan trong hình dạng Shinichi và Hayabara trong hình dạng Sherry đang kề vai sát cánh. Sau khi hình ảnh này được tung ra, ngay lập tức các cụm từ liên quan đến couple này lọt vào top 1 hot search trên Weibo. Đúng là việc ghép cặp Shinichi Conan với hai nhân vật nữ khác nhau khiến tuyến tình cảm của phim trở nên rối rắm, khó hiểu. Nhưng chúng ta phải làm rõ với nhau rằng các movie thám tử lừng danh Conan trước giờ tất cả đều được tính là ngoại truyện hết. Nghĩa là tất cả các tình tiết trong các movie đều không hề ảnh hưởng đến mạch truyện gốc. Rõ ràng Shinichi và Ran luôn được xác nhận là một cặp ngay từ những tập đầu của bộ phim. Họ là couple canon mà không ai có thể phủ nhận được. Việc các nhà sản xuất thêm thắt những tình tiết gây tranh cãi trong các movie đều là có mục đích cả. Đó như là một cách tạo hiệu ứng truyền thông cho các bộ phim Conan movie sắp ra mắt. Càng tranh cãi nhiều thì họ càng có lợi bởi được quảng cáo miễn phí. Nên đâu phải tự nhiên mà cảnh khóa môi gây tranh cãi trên lại được đưa vào phim. Thuật ngữ fan service có lẽ không quá xa lạ gì đối với cộng đồng người hâm mộ manga anime nữa nhỉ. Mình nghĩ Thám tử lừng danh Conan là một trong ít bộ ít lạm dụng fan service nhất. Nhưng đó là trong loạt anime gốc thôi. Còn trong các movie gần đây, nhiều ý kiến cho rằng ekip đang cố tình lợi dụng fan service để thu hút sự chú ý của khán giả. Rất nhiều cảnh được ngôn tình hóa, chẳng khác gì phim tình cảm ba xu rẻ tiền. Bản thân mình cũng không hề thích việc nhà sản xuất kiếm nhiệt một cách bất chấp như vậy. Nhưng tưởng chỉ là những tranh cãi góp phần giúp bộ phim yêu thích của mình được phổ biến hơn. Nhưng không, dạo quanh một vòng carpet có vẻ mọi người còn máu chiến hơn mình nghĩ. Nào là Hayabara là trà xanh, tiêu đây, nào là Conan không xứng với Ran, vân vân. Đa phần tất cả đều đả kích các nhân vật một cách rất thậm tệ. Thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay cả bộ phim. Thật vô nghĩa, cả thanh xuân đẩy thuyền Shin Ran giờ như bị lừa dối. Nam diễn viên người Trung Quốc Ngao Thụy cũng bị ném đá không thương tiếc khi công khai đẩy thuyền couple Conan Ai. Không những thế, đến cả tác giả Aoyama cũng bị các fan đưa lên thớt khi chụp ảnh khoe chiếc áo in hình Conan đeo kính cho Hayabara. Được biết nhãn hàng thời trang Uniqlo đã hợp tác cùng thám tử lừng danh Conan để cho ra lò một bộ sưu tập áo phông. Mỗi nhân vật đều có mẫu áo thể hiện đặc trưng riêng. Và việc tác giả Aoyama chụp hình cùng chiếc áo có in hình Hayabara chỉ nhằm mục đích quảng cáo cho Conan Movie 26, chiếc tàu ngầm sắt màu đen, với Hayabara là nhân vật chính thôi. Bên phía chiến thuyền Koai cũng không vừa gì khi tố fan Shinran chỉ được cái mõm gáy to. Bởi lẽ khi nhìn vào doanh số bán áo Uniqlo trên Taobao, lượng áo in hình Conan và Hayabara đã bán được hơn 10.000 cái trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Trong khi áo in hình Shinichi và Ran chỉ bán được hơn 1.000, doanh số thậm chí còn không bằng mẫu áo riêng của Hayabara. Bảo sao các thương hiệu tích cực đẩy thuyền cô ai đến vậy? Ôi chà, quả đúng là thánh chiến khi mà hai phe đang quyết ăn thua tới bến với nhau. Cùng là fandom nhưng giờ lại tan đàn xẻ nghe hết trơn luôn. Thân là người đu couple Conan Kid thì dám lẳng lặng ngồi ăn bỏng ngô xem các chiến thuyền Shinran và cô ai va vào nhau thôi. Nhưng mà nói thật là tôi vẫn tiếc là không kịp mua áo Conan đấy. Thế nên là phải tạt qua Sama Shop để mua tạm cái bút bi Conan để tự an ủi bản thân mình. Không ngờ là khả năng an ủi của cái bút này uy tín ra phết. Bút đẹp nhiều mẫu mã, chất lượng nhựa cứng cáp, thiết kế lại còn hiện đại. Đã thế mua lại còn được tặng luôn cả ruột bút để thay. Combo trọn vẹn như vậy mà giá chỉ có 25 cảnh một cái chưa kèm khuyến mãi. Không mua thì hơi bị phí đấy. Thế nên là nhanh tay bấm vào đường link bên dưới đi nhá. Trên thực tế, những tranh cãi xoay quanh vấn đề này trên khắp mạng xã hội chỉ bắt nguồn từ các cảnh được leak chưa được kiểm chứng. Chỉ vì đọc những bài spoil bậy bạ trên mạng có phần xuyên tạc và cường điệu hóa mà đã lao đầu vào trong cuộc chiến, trong khi còn chưa được xem hết movie thì có phần hơi dở nhỉ. Điển hình là tại quê nhà Nhật Bản, sau khi thưởng thức phim tại rạp, đa phần khán giả đều phản hồi rất tích cực về movie 26 lần này. Mọi người còn chen chúc nhau mua các vật phẩm để ủng hộ, chứ không tranh cãi gay gắt về cảnh hôn nhau như cộng đồng fan Việt Nam. Bởi lẽ từ chất lượng hình ảnh, âm thanh đến cốt truyện thì tàu ngầm sắt màu đen đều đã làm quá tốt. Bằng chứng là ngay trong ngày đầu công chiếu, movie 26 đã thu về 850 triệu yên tiền vé, trở thành movie có doanh thu khai màn cao nhất của Conan. Và sau 3 ngày ra mắt, bộ phim hiện tại đã công phá hơn 3 tỷ yên. Đây là con số chưa từng thấy trong tất cả các movie trước. Hy vọng đến tháng 7 tới, khi khán giả Việt Nam được thưởng thức movie 26 trọn vẹn, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này. Đến lúc đó, tất cả các fan có thể ngồi chung chiến thuyền. Hoặc là không, thánh chiến một lần nữa sẽ nổ ra chăng?
Dẫu sao phim là để giải trí, chúng ta nên hãy tận hưởng thay vì lao vào những tranh luận vô bổ phải không? Đó là tất cả những suy nghĩ của bọn mình về cái drama cực bùng nổ suốt mấy ngày qua. Các bạn thuộc phe nào? Hãy comment xuống phía bên dưới cho bọn mình biết với nhá. Và dù các bạn có yêu thích ai đi chăng nữa, cũng đừng buông lời miệt thị đến các bạn khác, không cùng chung thuyền đấy nhá. Và như thường lệ, nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình. Và đừng quên bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!